Rồi, hôm nay quay giới thiệu với các anh em một loại thuốc, đó là xì gà điếu nhỏ, hiệu là Captain Black. Nhìn má nhật nha, mà không phải là thuốc nhập nè, chứ không phải của Việt Nam nha. Số 7 đầu. Đây xì gà nhập mình mua ở trên Gò, loại nhỏ, giá thì là điếu này là 10.000 điếu nè. Điếu này một người cũng không hết đâu, có một lần á. Để là tobacco toàn là tiếng của nước ngoài đúng không? Đây có đầu mở ra, đây mở ra cho các bạn xem lại, rất là thơm, xì gà sữa. Đây một chiếu rồi, đây cái xì gà không có đầu lọc nữa các bạn, rất là thơm. Gỡ ra giờ này là thử luôn, rất thơm, rất thơm. Kêu bằng là Captain Black, mình không giỏi tiếng Anh lắm. Xì gà sữa điếu 10.000